Yên tâm đi, mình gieo nhân gì mình gặt quả báo nấy à quý vị ơi. Dù là cái thiện quý vị làm người ta không biết đó, nhưng yên tâm đi, có thiện hết trơn, có người ghi hết á. Cái ác của mình làm á, giấu người ta đó, cũng có người ghi hết trơn. Mình yên tâm đi quý vị, đừng có lo rằng việc thiện tôi làm mà chớ hề ai nhắc tới, đừng có quan tâm chỗ đó. Có khi nhắc tới còn có chuyện với mình nhiều hơn. Thà để yên yên mình dễ tu, đừng có lo. Nhân thiện thì quả thiện, mà nhân ác thì quả ác à. Yên tâm đi, sống trong chúng đông như vậy, chúng ta có thể qua được cặp mắt của người phàm phu, nhưng chúng ta không có qua được cặp mắt của Phật Bồ Tát đâu. Nên mới nói câu lưới chờ thì rộng, thì thưa mà khó lọt. Giống như mình gieo nhân nào mình chịu quả nấy à. Nên nói cho quý Phật tử khắp nơi nơi nghe, mình là người Phật tử đi vào chùa, mấy thầy quý chú đồ hay quý cô trong chùa đồ còn trẻ, những cái dạng người này mình đừng bao giờ kết nối với họ về tình cảm, vì sẽ không có một cái kết quả gì trong cuộc đời chúng ta đâu, chắc chắn quý vị luôn á. Vì cái hạt gạo tam bảo mình đã nhận rồi, mà trong kinh Phật nói rằng một hạt gạo nặng như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng mà trả. Mà mình đã nhận hạt gạo tam bảo rồi, mà con người này á, bỏ đạo đi tìm tình ái riêng biệt, thì mình không có bao giờ mà cái gia đạo mình tồn tại đâu. Những đức đã thấy một thờ cùng tu, những đức mấy anh em đi ra đời đi cưới vợ, te tua tả tơ hết. Có những ông đi bán đồ mũ, thấy lại thôi sơ sát hết trơn, khổ đừng có nói nữa. Nên á, những cô trẻ trẻ đồ đó mà đi đến chùa tu, mà gặp mấy thầy mấy chú ở đây mà trẻ trẻ đó, đừng bao giờ dội vàng cái tình ái nhất thờ, vì cả đời quý vị sẽ không có được cái hạnh phúc đâu 100%. Còn chịu cái quả báo của tam đồ ác đạo, nó không được gì đâu. Thà tự họ bỏ tu, họ đi đâu họ đi kệ họ, nhưng trong lúc đương thờ họ đang tu, mình đừng có đụng đến với họ. Tại mình đụng đến là do tại mình phá cái tâm tu người ta, biết rằng cái nhân cái quả. Nhưng mà mình nghe đạo được rồi, mình tránh đi, mình tránh đi. Họ trong chùa thì họ có duyên phước, họ làm được chuyện một chút vậy đó, nó chuyện có duyên dễ thương đó. Nhưng họ chỉ cần bước ra khỏi chùa thôi, thì giống như tăng xa chúng là tăng tàn, hổ ly sơn thì hổ bại. Họ chỉ cần ra khỏi chúng chùa thôi, họ không có làm ăn được cái gì chứ nghe. Họ giỏi lắm thì làm được cho quý vị mấy đứa con, rồi thì te tua tả tơ, rồi giết rồi nó cũng chán nản, không làm ăn được cái gì đặc biệt thì thua rồi, hiểu không? Nên á, những người mà nghe những công đoạn này suy nghĩ cho thật là kỹ, đừng có đụng tới họ. Tại vì sao? Vì họ đang tu hành, họ đang tu hành mà. Nên đây mà nam rất là đông, trẻ trẻ không, nên á, đông gì tu từ từ lâu đi rồi sẽ biết à, giữ được cái tâm tu hay không á, bây giờ chưa nói lên gì đâu. Một hai năm chưa nói lên gì hết á, nhiều năm kìa chúng ta còn rớt đài, đừng nói chi á, là mới tu. Nên ngày nào như thế cũng nhắc phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật. Tại vì sao? Tín nguyện niệm Phật nó cùng đi đua với ngũ dục lục trần. Nếu như tín nguyện mà cực kỳ mạnh thì nó qua mặt ngũ dục lục trần. Mà nó đã qua mặt ngũ dục lục trần thì ngũ dục lục trần có đeo theo, thì chúng ta cũng qua mặt nó rồi, thì kiên cố tâm mà tu không có rớt. Còn cái tâm tín nguyện niệm Phật không mạnh, không có tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, là đụng chuyện một cái là rớt đài. Giống như là mình đang chờ đợi vậy đó, chỉ cần lỡ nó nhích nhẹ cái là mình rớt đài. Do gì mình chờ đợi? Thí dụ như mình còn trẻ thì nam gặp nữ, nữ gặp nam, ai mà
không có cảm tình, cảm mến và thích. Nhưng mà mình đã quyết định tu rồi, nhờ cái tâm tín nguyện nó quá mạnh, nên nó gầy dựng cái tâm, nó nhắc mình phải tu. Vì mình bước ra ngoài có được gì đâu, mình có tiền bạc gì đâu mà sống với cuộc đời này. Cuộc đời này không có tiền nói chuyện với ai, nói chuyện với ai đây? Thời xưa những đức cũng biết, ca sĩ Quách Tấn Du cho thành phố, nhưng mà cương vị không gần gũi được, không có gì để gần gũi chơi chung. Thì thấy rõ ràng rồi, con người sống trong cuộc đời này chúng ta phải làm được gì kia, và chúng ta phải có điều kiện, phải làm được những gì ý nghĩa trong cuộc đời thì người ta mới nhìn mình. Bây giờ đó là mình được Tam Bảo bảo vệ lo lắng cho mình hết, mình không cần bận tâm, nên nhìn mặt mày sáng sủa coi được, thì mấy con nhái bầu nó nhìn nó kết. Nhưng mà nó đem về nó cạo lông cạo lá chùi lũi một thời gian, xanh xao vàng giọt, thì lúc đó nhìn như con khỉ khô, nó đá vô đích, đá vô mông, quăng xuống sình, nó chửi bớ, nó mắng giết. Không phải đơn giản đâu. Mình không làm ra tiền gì á, đàn bà nó chửi mình đó, nó nói cái thứ đàn ông vô dụng, nhìn cái thằng tèo nhà xính trên kìa, nó làm ăn nó đem tiền về cho vợ răm rắp, còn ông làm được cái gì? Hồi đó tôi thấy ông cũng tướng tá ngon lành, cao ráo bự con, tôi tưởng đâu đem ông về cũng có phước báo gì. Rõ ràng tôi đem miếng đầu hũ về nhà mà tôi không ngờ. Thấy chưa? Lúc đó nó chửi mình rồi bây giờ tiếng thói lưỡng nan, quay về chùa thì không đủ duyên phước mà quay về, mà bước ra đời thì không làm được gì. Cái này là cái khổ của người duyên phước bị thiếu. Nên phải an định tâm, bỏ mạng ở trong đạo, dù có như thế nào cũng ở trong chùa, vẫn là mình còn được ánh quang minh của Phật soi gọi bao trùm, có sự bảo vệ của đại chúng. Đừng có nói rằng mình mạnh gì mà bước ra ngoài là chết, chết không còn một miếng thịt, chết thì mới chết hơi thảm. Như Đức nói vị nghe, chết mà không còn miếng thịt phải thê thảm không? Còn bộ xương khô mà chết đó. Nên từ nơi đó cái tâm tu phải cho cực kỳ mạnh thì không có rớt. Tu có gì mà tu không được? Bây giờ mấy cô tu làm gì tu không được? Đẻ còn được mà tu không được? Phật nói trong kinh Vu Lan á, đẻ là thập tử nhất sanh, chứ có bao giờ nói đi tu mà thập tử nhất sanh không? Mà đẻ còn đẻ được, có nhiều bà già ở đây đẻ 7-8 đứa, muốn le lử luôn mà còn đẻ được, mà còn sống gì, làm gì tu cũng được. Tại vì cái tâm quyết mình không có mạnh dạn để mình tiến tới con đường của Như Lai, nên mình bỏ cuộc giữa chừng. Hãy gầy dựng cái tâm cho nó mạnh. Trong cuộc đời tu hành thì nó có thể thay đổi, chuyển biến cái nhân duyên cảnh giới của mình đó. Nhưng nếu mình cảm giác được đạo, mình sẽ không bỏ cuộc đâu, không bỏ cuộc đâu. Có một ông thầy, ông gặp nạn, người ta lột y áo không hết trơn, cho ông đi ra ngoài đời. Khi những đức gặp ông thì đức nói một câu: cái y áo là cái hình thức bên ngoài, ông còn hướng đạo hay không mới là quan trọng. Dù ông có làm lỗi gì nhưng ông hãy nắm bắt con đường tu, nắm bắt đạo, đừng có bỏ câu Phật hiệu. Yên tâm đi, cái nạn của thế gian, nhưng nếu ông quyết tâm ông niệm Phật thì ông vẫn được Phật A Đà tiếp dẫn vãng sanh. Đúng không? Ngôi chùa khi người cầm đầu bị vấn đề thì đệ tử te tu tả tơ, khổ thì ghê, mình thấy không? Nên mình coi á, chuyện phim, cái người tướng người ta bảo vệ tướng dữ lắm, người ta thà chết người ta phải bảo vệ người tướng đó. Tại tướng đó mà chết là khổ cả đám hết, nó giống như con rắn mắc đầu. Nên những đức rèn luyện mấy anh em, mỗi vị trí là một cái đầu não, thấy không? Những đức không thể nào lấy một mình những đức là cái đầu não được.
Nên những đức mới gầy dựng mỗi một điểm chùa, mấy anh em phải có một khả năng phát huy. Mình còn trẻ, mình phải phát huy cho nó mạnh lên. Phát huy bằng cách nào? Ở trong đại chúng đó mà cực lực nhiệt tình lo lắng cho người ta, để tạo cái duyên phước cho nó cực kỳ dày. Tất cả những cái gì dù chưa làm cũng phải tập nhìn ngó mà cho biết, để một ngày nào có cơ hội làm được. Đừng có đợi nước đến chân, chạy không có kịp. Chúng ta là người đàn ông, người nam mà. Chúng ta phải có một cái mà gọi là mạnh mẽ để cho người ta có thể nương tựa mình giúp người ta. Cái gì chưa làm cũng phải tập, phải biết. Nên mỗi một anh em nam trong đây phải biết nấu ăn, phải biết làm việc hết chuyện của chùa. Để sau này làm người xuất gia mà có chùa chiền, mọi mặt đều biết hết, cả đời phục vụ người ta mà không có lười biếng. Tu hành làm sao mà siêng tu mà không lười biếng thì tu đúng. Còn siêng niệm Phật mà sanh lười biếng là tu sai. Đúng không? Sai đó. Nên phải tập phát huy mình, phát huy mình lên. Tại vì nếu tu huệ mà không tu phước thì cảnh giới bị xây chuyển. Tu phước mà không tu huệ thì chúng ta sẽ mù mờ. Nên phước huệ song tu là như vậy. Nên phải gây dựng tính nguyện, tính tâm cho cực kỳ mạnh. Cái thờ mạt pháp tu hành nó không đơn giản. Nhất là một cái hội chúng lớn như vậy. Vì coi đây là chúng ở chùa không đó, mà đông như vậy đó, thì cỡ nào chưa. Nên từ nơi đó mà chúng ta phải cố gắng nỗ lực dữ lắm, tâm quyết cho cực kỳ mạnh. Nhiều người ở đây hộ trì tam bảo bằng cái tâm là siêng niệm Phật, hoan hỷ, sống hòa thuận, cố gắng. Đó là hộ trì tam bảo đó. Chứ không phải đem tiền đến đây nhiều cúng là hộ trì tam bảo đâu. Cái chuyện hộ trì tam bảo vì tiền bạc là đủ duyên lúc làm việc kia. Chứ không phải là đem tiền ào ào đến cúng dường mà chùa không tu. Cái này có ngày nó gớt đài. Chứ đừng nói hộ trì tam bảo. Hộ trì tam bảo là mình cũng biết bố thí cúng dường. Nhưng cái quan trọng vô cùng là y giáo tu hành. Y giáo tu hành đó là cái giáo pháp Đức Phật để chỉ điểm. Là thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu. Thì mình nghe theo, mình chân thật niệm Phật. Đó gọi là y giáo tu hành cúng dường. Người đi vô trong chùa ở, mình ở nhà mình nó đã khổ rồi, đụng nhiều việc rồi. Mình đi vô trong chùa, mình ở với đại chúng, mình làm sao mình tập gần gũi, mình hòa hợp. Vậy thì cái tu mình nó có kết quả nghe không? Chứ ngoài ra mình mà đi vào trong chùa mình ở, mà nếu như mình có duyên phước mà mình có một cái phòng riêng thì mình cũng phải nhập chúng mình lo mình tu thì mình mới có kết quả. Còn mình có một cái phòng riêng mà mình không chịu ra tu với chúng, mình không ăn với chúng, mình muốn đi đâu mình đi, nó cũng chuyển mình luôn. Nó chuyển mình luôn á. Tại vì cái đại chúng nó lớn quá, nên chỉ cá nhân mình là không có tồn tại. Và cuối cùng mình cũng phải nhờ người ta giúp mình. Nên bản thân của mình phải hòa nhập với đại chúng. Nếu có người hỏi Nhân Đức một câu, thầy có điều kiện mà thầy đi vào trong ngôi tam bảo, cái nơi ngôi tam bảo đó tạo phương tiện cho thầy có một chỗ ở riêng biệt để thầy tiện tu, thầy sẽ như thế nào? Nhân Đức nói, đó không phải là cách để phát triển chính mình, mà cách phát triển chính mình là phải hòa nhập cùng với đại chúng. Hòa nhập cùng với đại chúng. Nhớ nghe, giống như bên hộ pháp có cái cô này Phú Yên, mà câu chuyện này những đức nhắc 3 lần rồi đó. Đúng là những câu chuyện này những đức không nhắc đâu, để cho người ta đem tiền ta cúng dường, những đức chứ nhắc làm chi. Nghe những đức giảng, coi đạo tràng mê quá, quấn khăn vàng, đội nón ai với đà Phật, nó đẹp rực rỡ hào quang. Thầy Đức giảng vui quá, trời vui luôn. Nghe mê quá trời mê. Có 30 triệu từ Phú Yên đi vô, bỏ vô thùng ta bảo cúng dường liền, ở trong chùa luôn. Tự nhiên ở nhà nghe pháp, niệm Phật an lạc quá trời. Duyên phước nó vô chùa nó không đủ. 3 ngày trong chùa nó vọng tưởng, nó phiền não còn hơn cái gì nữa. Nhớ nhà, kỳ cục không? Rồi cuối cùng đi về, không có tiền xe.
Nó kinh chưa? Cuối cùng gặp những đức: thầy ơi thầy, con có 30 triệu vô chùa cúng dường hết trơn, quyết tâm ở chùa. Sau 3 ngày nay con ở đây con vọng tưởng, con nhớ nhà, con ở không có được. Giờ con muốn về mà con không có tiền. Nó không có tiền kệ bà. Bà cúng cho Tam Bảo, bà cúng cho những đức đâu, hiểu không? Bà cúng những đức thì những đức đưa tiền xe, con này bà cúng Tam Bảo mà, hiểu không? À, thôi đi bộ về đi. Thấy chưa? Đó, đúng ra ai mà nhắc những câu chuyện này làm chi vậy? Để cho người ta đem tiền lên cúng dường chứ. Nhưng mà những đức muốn nhắc quý vị, vì những đức tin nhân quả, tin mình nhiệt tình vì chúng sanh là Phật Bồ Tát tự kêu người đem tiền đến à. Nhưng mà mình muốn nói rõ cho vị nghe, đi cái gì đi chậm vẫn là chắc. Giống như sự chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Chậm để chọn lựa cho chuẩn đi, chứ đừng có vội vàng. Phim ảnh thì lúc nào cũng cắt cái đẹp đưa cho mình coi, có ai mà cắt cái hôi thối cho mình coi không? Lựa cái khúc nào đẹp á, chứ cái bà già nào mà gãi mông cũng cắt bỏ nữa, không có để đâu. Đừng có bao giờ coi qua hình ảnh vội vàng kết luận, hãy xác thực ở từ từ để cảm giác được chính mình. Một là trong ngôi Tam Bảo dù tốt cỡ nào cũng có thiện và ác, đời cũng có thiện ác, chùa cũng có thiện và ác, hai mặt này nó đều có chứ. Vì còn ở cõi ta bà này, nó không thể nào hoàn toàn thiện mà nó cũng không thể nào hoàn toàn ác, hiểu không? Nên mình đừng có nên giỏi vàng biết mình có vô chùa ở được luôn hay không. Nếu mà thật sự muốn tu thì làm gì mà ở đây không được, người ta ở đông y y vậy làm gì ở không được. Nhưng mà cái duyên phước của mình là cái cảnh giới, cái nhà chỉ có một công đắc thôi. Còn bây giờ mình vô cái ngôi chùa 50 mẫu, phước ở đâu mình ở trong 50 mẫu đây? Nên mình ở được cái chỗ 50 mẫu là vì phước duyên của mình có được 50 mẫu. Nhưng đức lúc trước ở dưới quê biết cái ông này ở dưới quê mỗi ngày đi bắt cua bắt ốc không à, nghèo khổ, bắt chuột, bắt nhái, bắt cua, rồi bắt gì cốc gì, tối ngày khổ. Ông có ông em ở trên thành phố giàu vậy lắm, cắt nhà to lắm, đẹp. Em cũng thương anh, rủ anh lên trên thành phố ở tuần, đãi bia bọt đồ ăn nhậu, gà luộc đồ, chấm muối tiêu đồ, nghe chảy nước miếng đấy chưa? Nghe gà đã chảy nước miếng liền, thấy chưa? À, nên từ nơi đó đi lên thành phố ở đúng một ngày đi về, người em nói anh chàng ơi, anh ở nhà anh khổ quá trời khổ, lên đây ở một tuần, anh ở đây đi hưởng một tuần lễ. Ông nói tao ở nhà mày sao tồi túng quá trời, tao đi ra đường tao thấy đường phố lu bu, thấy không? Nhà sao tao thấy nhà rộng, nó lạnh lẽo gì. Thôi mày đưa tao về, cho tao về, tao về nhà tao đi đồng tao bắt cua bắt ốc chơi vui, thấy chưa? Cái phước là nó chỉ như vậy thôi, làm sao mà hưởng lớn hơn. Nên mình chưa biết cái phước mình vô chùa mình có ở được hay không. Ở nhà mình nghe pháp, mình niệm Phật, mình lại an lạc. Mình đi vô chùa mình lại thấy bất an. Người ta thì trong chùa lại an tâm, mình lại bất an. Nên những đức báo cho hàng Phật tử biết, quý vị đi vô chùa tu 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần, 1 tháng an lạc vô cùng, vì đó là cộng tu. Hiểu không? Vô thường trụ hoàn toàn khác. Ví dụ như bây giờ những đức gặp quý vị là khách đến, không lẽ chửi quý vị vô duyên, tự nhiên khách đến nhà mà chửi người ta. Nhưng vị vô thường trụ lạng hoạng là xử lý vị đó, tại vì vô nhà rồi, gia đình phải có quy tắc, hiểu không? Nó khác hoàn toàn. Nó khi mà còn là Phật tử rồi này kia, lỡ còn ngồi chơi nói chuyện vài câu,
Tại vì ở ngoài vô lâu lâu vô một lần, gặp nói chuyện vài câu chứ. Con đã thương chủ rồi nói gì? Gì? Vô tu rồi lo tu, cùng phục vụ Tam Bảo, cùng chung tay, mình như là cùng một thể rồi. Mỗi ngày ăn cơm chung, ngủ chung. Nghe ngủ chung mê. Hiểu chưa? Ăn chung, ở chung, ngủ chung. Thì chung chùa. Nói chuyện nghe cùng chung, cười chung. Thấy chưa? Vậy thôi. Còn bây giờ muốn lại ngồi nói chuyện, nói gì? Thấy chưa? Nó đâu phải như lâu lâu đến lặng. Khác nghe quý vị. Đây là tôi nói tỉ mỉ, tôi nói rõ ràng cho nghe đó. Chứ đừng có nói ngô thầy Đức nằm giảng vui lắm, đi vô chùa chắc gần nói chuyện được vui lắm, chưa chắc. Vô đây mà ngồi riêng riêng nói chuyện chưa chắc đâu. Vì nó mỗi cái nó khác. Trước công chúng giảng pháp là khác, chỉ ngồi giải quyết vấn đề là khác. Thấy không? Thấy không bạn? Thấy chưa? Giỡn đâu nghe. Nói cho vị nghe để mọi người mà tự mà suy nghĩ. Nó, chứ đừng có thấy mà hội chúng đẹp gì rồi mê rồi bắt đầu là giọt gì gấp gáp vội vàng. Coi chừng á, hành động đó làm cho người ta phỉ báng Phật pháp đó. Bỏ nhà bỏ cửa đi rồi cuối cùng lang thang đi về. Đó là cái mà làm cho người ta phỉ báng Phật pháp. Nên con đường chúng ta đi, đã quyết định đi là chỉ có một con đường thôi. Đó là gì? Chết. Không có nói quay trở lại. Ngày xưa những đứa còn cư sĩ ngoài đời bỏ nhà đi lên thành phố, không phải đi tu mà đi kiếm ăn. Đi với thằng bạn. Vì đó mà chú thằng bạn lên rước bạn về kêu Hiền đi về với chú luôn đi con. Nói về chi? Nói thằng đây mới là thành phố hung dữ dữ cái chạy. Mới hỏi về đi con làm gì hung dữ với Hiền? Con tên Hiền mà Hiền gì? Chẹt ghê. Bạn tôi về thì nó còn có sự nghiệp gia đình của nó lo cho nó. Còn tôi về đi làm thuê làm mướn cho người ta, mà làm thuê làm mướn ở nhà gần nhà thì không đặc biệt bằng làm thuê làm mướn cái nơi mà phức mặt phức mài không ai thấy. Thà làm thuê làm mướn ở phương xa không về. Trời, thấy ghê không? Năm 17 tuổi đâu về đâu. Lang thang cho thành phố 11 năm không có trình độ gì hết. Có trình mà không có độ. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà ở mười mấy năm te tua, bị chữ te tua, rèn luyện trong cái khổ. Nó thấy chưa? Xong rồi khi đi tu cũng từ cái khổ gầy dựng đó mà đi tu là đi luôn, không về nhà. Mười mấy năm có về đâu. Không có nói nhà cửa, nó là chỉ có con đường đi chết. Không có nói là đi về, về làm chi? Có mấy người bạn hay ca sĩ Quách Tấn Du nói rằng 10 năm đèn sách đã công thành danh tội về quê hương. Nó khỏi đi quê hương. Bây giờ ở đây là ở quê hương rồi, về Cực Lạc mới là quê hương của ta. Nào, nếu như quý vị phát tâm đi tu mà quý vị phát tâm gì thì ai mà tu không được. Ở nhà mình khổ te tu, mình đã đi tu rồi làm gì tu không được. Chỉ có cái mạng này. Nên tổ sư nói câu, cái người đi tu thì xem thân này như đã chết, đem xác chết thì thí nghiệm tâm linh. Vậy thì mình tu được. Vì tu mà còn coi cái mạng bị lớn quá, bị tu sao được. Mình ở ngoài đời cũng vì cái mạng này mà nó khổ te tua. Bây giờ mình đi vô trong đạo, mình cũng coi cái mạng mình nặng quá, sao mình tu? Ai nói với mình cái vậy? Sao mình tu? Mình ngoài đời cũng vậy. Ai đụng tới mình, ai nói tới mình là mình cự lại à. Mấy mươi năm cuộc đời mình có được gì đâu. Bây giờ mình vô chùa mình tu, mình quyết tâm về với Phật, thì ai chửi mắng mình, bản thân mình rèn luyện mình. Những đức ngày xưa kiếm cơm ăn mà còn bị chửi 3 năm mà còn gầy dựng được. 3 năm không phải con số nhỏ bị chửi đâu.
Rồi sư phụ bà chữ te tua, bà chữ ông ngoại, ông nội, ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sợ bà chữ, đừng có nói. Quá trời chữ luôn. Bây giờ mình nói, bây giờ mình mà không nhịn được thì bây giờ bà chữ mình, bà đuổi mình. Tiếp tục đi kiếm chỗ khác cũng bị chữ nữa thôi. Được, bà chữ đi. Bữa nào cũng cố gắng, vẫn bị chữ. Cuối cùng ngồi suy nghĩ, ngày nào cũng cố gắng, vẫn bị chữ. Cố gắng, đừng cho bị chữ, vẫn bị chữ. Mình suy nghĩ, vậy thì làm sao? Bây giờ mình tính cái chuyện mình bị chữ, đừng tính cái chuyện không bị chữ. Sáng 7 giờ mình nói, ủa sao giờ này chưa chữ? 7 giờ rưỡi mình nói, sao giờ này chưa chữ? 8 giờ ba chữ, mình nói, ô chữ Chủ động lại quý vị. Đổi lại, chủ động. 3 năm chờ bị chữ te tua. Chữ mặt chó, mặt bò, mặt trâu, mặt chuột. Ba chữ tá lả bên. Nhất là người ta ưa chữ mặt chó ấy vị. Xong mình nói, tôi tuổi con chó mà chữ tôi mặt chó là đúng rồi. Mặt tôi là mặt chó. Chơi vậy đó, giết mình, mình giết mình chai mặt quý vị. Giống như mặt mình như tấm thớt bị bầm dây mặt lên. Chữ không còn ăn thua gì nữa. Ghê không? 3 năm mới học được cái nghề. Rồi 3 năm sau bà thương lại mình. Bà thương, bà quý vô cùng. Lúc bà chữ thì bà không dẫn đi đâu. Khi bà thương thì bà dẫn đi mua quần xì áo ngực. Kinh khủng không cái bà này, bà chơi ghê thiệt. Mà mình nghĩ bà sư phụ mình chắc bà là Bồ Tát hay gì quý vị ơi. Sau này Nhà Đức đi tu, Nhà Đức nói tôi nhờ bà đó. Rèn Nhà Đức kinh khủng luôn. 3 năm chờ chữ, xong 3 năm sau bà quý thương thì đi chợ đâu cũng dẫn theo. Bà bắt mình phải lựa quần xì áo ngực. Tại vì bà đâu biết chính. Nên nguyên nhân viên làm việc trong đó 40-50 người nữ thì đi mua, bà đi mua được, người ta gỡ bà mua xê nào, bà đi mua một lọt. Bà bắt mình phải lựa. Mà ban đầu cũng mắc cỡ, lựa giết thôi mình thành cao thủ. Giết mình quá cao thủ, mình khỏi càng coi xê, mình chụp vô cái là đúng xê, chụp, đúng xê. Giết chai mặt rồi. Thì thấy rèn luyện thấy ghê chưa? Thêm 2 năm nữa là 5 năm. 3 năm đầu bị chửi, 2 năm đi lựa quần xì áo ngực. Có đôi tay này làm gì lụm quần xì áo ngực không? Hay, kinh khủng không quý vị? Kim cơm ăn dễ lắm hả? Bởi tôi biết được cái đồng tiền người ta cũng không có đơn giản. Tôi biết mà. Để chính tôi đi kiếm tiền không đơn giản. Mới lên thành phố thì biết làm thương tháng nhiêu không? 600 ngàn. Một ngày là 20 ngàn. Ngủ bằng đêm là ngủ trên cái bàn mà đựng cơm á. Không đơn giản đâu. Quý vị coi á. Được rèn luyện như vậy khi đi tu rồi thì tự nhận thức sâu sắc. Ở trong chùa cũng không đơn giản. Nên bây giờ mà nói người ta chửi Nhân Đức ăn thua gì. Cái mặt tôi mà tên bắn còn dội ra mà. Chửi còn ăn thua gì nữa quý vị. Nên bây giờ Nhân Đức nói quý vị tu không được là do cái ngã. Cái ta. Ai nói đến là kênh với người ta. Đi làm cái gì cũng muốn làm ông cố nội người ta không. Mới vô chùa tu đi theo người ta làm. Thầy, cái này làm chưa đúng đâu thầy. Nói cái này là chưa đúng. Nói gì? Gì? Mày làm đi. Chỉ sao làm vậy đi. Không, cái này chưa đúng. Gì? Thật kỳ cục quý tử. Mới vô chùa chưa chân chỉ ông thầy. Ý kiến ý cò tùm lum. Kiến cò. Cuối cùng rớt xuống biển luôn. Thấy không? Do kiến cò mà tu không được. Giờ mình biết hiểu rồi. Ngày xưa tôi rèn luyện được ngoài đời, xong tôi vô trong chùa. Ông thầy chủ trì kêu tôi đi phụ bếp. Tôi đi vô trong bếp gặp ngay cái ông đầu bếp. Ông nấu được có 3 món đồ ăn à. Đầu bếp mà nấu có 3 món à. Tôi ngoài đời ngày xưa tôi nấu 30 món. Ông nấu 3 món thôi. Ngày nào cũng chơi cái món đậu hũ lót xả. Tôi chưa hề nói một tiếng rằng tôi là đầu bếp. Nói chi vậy? Nói đang bị người ta ghét, người ta chửi mình nữa hả? Nói chi? Đây đâu phải là chuyện của mình làm đâu. Mình cứ phụ người ta đi. Kêu sao phụ vậy? Kêu chặt xả à chặt xả. Kêu lót xả à lót xả. Kêu đổ cà đổ cà. Cái chuyện của ông làm mình nhìn qua hàng lặng mình cũng làm hơn ông. Nhưng mà không có nói cái chuyện mình biết làm. Nói làm chi? Đó mới là cái khéo. Chứ tự nhiên mình chưa đủ duyên mình lôi tài hay ra làm gì. Người ta ghét mình thêm, người ta phế mình. Hiểu không? Nên đời đạo gì nó cũng một nguyên lý à. Hiểu được nguyên lý này rồi, đi đâu mà sống được. Đừng có làm tài hay giỏi vàng.
Hãy chờ cơ hội đi rồi hãy làm thầy hay. Thấy không? Đến khi tôi lên quản chúng rồi làm mưa làm gió. Bây giờ làm gió làm mưa nè. Thấy không? Cơ hội đến rồi nè. Một năm đi qua bao nhiêu chương trình tổ chức cho người ta tu, lo cho bao nhiêu ngàn người trong chùa, thấy chưa? Cơ hội đến rồi nè. Này mấy anh em đây nè, những lăng, những quan mấy anh em nè, có cơ hội đến rồi đó, làm đi. Cái người hậu thuẫn hết trơn mà không làm nữa thôi, chờ cơ hội nào? Nó chờ cơ hội hả? Lội qua sông. Cố gắng lên. Cái cục. Những điều như Đức chia sẻ là những gì kinh nghiệm của cuộc đời những Đức đó. Đi tu không có khó, khó nhất là cái ngã của mình gặp cái người dở hơn mình đó. Mình cứ cho người ta dở hơn mình mà dám nói mình bậy quá. Mình giỏi mà nhẵn được nó mới giỏi. Chứ mình giỏi mình đụng với người ta mà giỏi cái gì? Đó. Con người đối nhân xử thế có kinh nghiệm hay không là trong cái cuộc sống chúng ta đang sống với đại chúng này nè. Đừng có bao giờ đổ thừa ai khó với mình nha. Càng khó thì càng giúp cho mình thành công. Yên tâm đi. Nên những đức rèn luyện được, ai chửi mắng thì ta giả điếc, điếc được thì bị tu đạt với lắm ngay việc. Còn nếu như bị kênh được thì bị phải có năng lực. Có năng lực thì kênh chút chơi. Còn nếu không có năng lực gì chân đừng có kênh chi. Kênh cũng có được gì đâu. Còn cái gì nó của mình nó là của mình à. Không phải của mình tranh giành có được gì đâu. Thấy chưa? Đâu phải của mình mà tranh giành được gì đâu. Anh em. Giống cái anh đó, anh thương nhỏ đó, anh thương say lắm. Thương đến mức không tưởng tượng được. Cuối cùng nhỏ nó báo tin cho biết là nó đi có chồng. Anh buồn, anh khóc thiệt là khóc. Anh gặp Như Đức, anh hỏi Như Đức nói: không phải của mình tranh giành có được gì đâu. Thấy chưa? Nên từ nơi đó phải tin nhân quả, nghe chưa? Nó, cái gì của mình nó lâu dài thì là lâu dài, còn cái gì của mình nó thời gian thì là thời gian, nghe. Nó, nên từ nó, còn nếu là không phải của mình thì đừng có nên đi tranh giành có được gì đâu. Tranh giành rồi khi không được mà nó còn bỏ mạng nữa. Nó nên tu hành hiểu được cái việc mà duyên phước bị giảm rồi tăng lên, tạo lên lại. Nên bây giờ tất cả các anh em trong chùa dù ban bệ nào nhưng phải làm gần gũi với anh em, phải đi làm với công chúng. Tôi bây giờ còn đi nấu ăn nè, tôi đi nấu ăn kìa, hồi sáng hồi trưa hồi chiều chiên cái miếng đậu hũ, miếng đậu hũ tự nhiên nó nhảy. Kỳ cục tí ghê. Đang chiên miếng đậu hũ, cái miếng đậu hũ nó đè nhau á, cái đầu nó ép lại, cái nổ cái bùm lên miếng đậu hũ, cái nó văng lên cái tay phỏng lộ. Nên đậu hũ mày bẹt nhảy chưa nữa con. Thấy chưa? Mình lo cho công chúng mà giảng pháp bao nhiêu người nghe, còn đi nấu ăn cho đại chúng ăn. Không chi là mấy anh em mà không gần với đại chúng, không đi làm việc, duyên phước của mình nó sẽ thiếu đi. Phát huy đi, nỗ lực lên. Còn các cụ bây giờ lớn tuổi rồi, vô đây cố gắng niệm Phật các cụ. Đúng không? Để lúc nào Phật rước mình đi về cực lạc các cụ. Bây giờ là 3-4 điểm chùa mình giờ á, ở Đại Tùng Lâm mỗi buổi giảng là tập trung vô hết. Tới chia sẻ bên nhà văn hóa thì bên đây cứ qua bệnh đi cho cụ qua bên chơi. Lúc nào cho đi thì đi. Còn mấy bà cụ mà trốn trốn đi ra đường mà bắt được là thấy chưa? Nhìn là biết rồi, thấy chưa? Không tha đâu, đâu nghe. Nên cái gì đàng hoàng các cụ phải quy tắc nghe không? Còn vô đây cộng tu rồi tiệt đói không có gình gình trốn ở ngoài mua cà phê uống, hay là đi ra ngoài mua này mua kia mà không báo ban tổ chức là không được nghe. Biết được là chừng đoạn duyên đoạn phước với 3-4 điểm chùa đó nghe. Phải nghiêm túc để gây dựng cái duyên phước, mai mốt mình vô thường trụ luôn. Vô sớm một chút, nghĩa là mình còn khỏe mình vô sớm chút mình tu đi. Đừng có đợi ginh băng ca vô. Ginh băng ca vô nó không ngon bằng ở vài năm đâu các cụ. Nên đây có cô Châu đồ á, coi lâu lâu thay đổi món rồi cho các cụ.
nấu món xịn sò rồi cho các cụ ăn chơi không? Cụ thèm cái gì ở đây, các cụ thèm gì các cụ ghi ra đi, thèm cốc thèm ổi rồi ra mua đi. Bữa nay uống sữa gì à? Này gì, ốc chuột hả? Sữa ốc chuột uống bổ lắm nghe các cụ. Rất là bổ. Lâu lâu thay đổi mua một hộp sữa, thêm cái bánh mì, cái bánh gì cho các cụ thêm, thay đổi cho các cụ. Nên sữa ốc chuột này là uống béo nè, bổ nè. Tại ốc chó, những đứa tuổi con chó các cụ. Bây giờ các cụ muốn uống ốc những đứa hả? Giống như chúng ta giảm duyên thì tự nhiên ít ai gần gũi mình. Ta gặp mình ta cũng không thích, mình nói chuyện ta cũng không muốn nghe. Đó là triệu chứng của giảm duyên. Còn mình giảm phước thì tự nhiên cái cuộc sống của mình nó sẽ đi xuống lại. Giống như từ cái vật chất, cuộc sống, niềm vui của mình nó hoàn toàn đi xuống là hết. Giảm duyên thì người cách xa, mà từ người cách xa nên nó giảm luôn phước. Giảm phước thì chuyển cảnh giới cuộc sống càng tệ. Rồi con người nó buồn, không có vui, nó bất an, lo âu, sợ sệt. Đó là cái triệu chứng của giảm duyên, giảm phước. Như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng, cái người cõi chờ mà sắc giới phước họ lớn lắm. Vì mà khi mà duyên phước họ mà giảm rồi gần hết là bắt đầu những cái triệu chứng như là hoa trên đầu họ bị héo, cơ thể xanh mùi hôi, không thích ngồi ở cái bảo tòa của mình nữa, là duyên phước giảm. Và khi hết phước là bắt đầu người cõi chờ sắc giới dẫn là chết. Vì thì cái con người mà duyên phước mà giảm, tự nhiên sắc diện mình đi xuống lại. Nên quý vị để ý mà người nào mà đến gần mình mà cái trượt nặng, mùi hôi nặng lắm, đến gần mình nó cảm thấy cảm giác như nó nặng nề, trượt nặng, đó gọi là duyên phước người đó kém. Nhưng khi mà tu tập mà tăng duyên tăng phước, cơ thể vị nó sẽ thay đổi, nó thay đổi lại. Ví dụ như có những người lúc mình chưa tu đi, cơ thể mình nó hôi hám, gọi là hôi nách, thấy không? Rồi nó hôi kỳ cục, mình nói chuyện ra cái miệng mình hơ nó cũng hôi chịu không nổi. Vì mấy vị ăn chay niệm Phật từ từ nó giảm tối đa, tăng duyên tăng phước lên, những cái triệu chứng nó giảm 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 từ từ. Nên cái việc mình tu tập mà tăng duyên tăng phước là dễ hiểu lắm. Như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng, ngài nói rằng chính bản thân ngài mù hôi hôi lắm, và nói chuyện là cái miệng, cái hơi nói rất là hôi thối. Tôi không ngày giảng ngài nói vậy đấy. Và có một vị này tu hành cũng như đắc đạo, nhìn Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng Hòa Thượng Tịnh Không thông minh nhưng thiếu phước và chết yểu. Vì đó mà ngài khuyên người niệm Phật, giảng kinh khuyên người niệm Phật. Vài năm sau người đó gặp lại Hòa Thượng Tịnh Không, thì người đó nói một câu rằng mấy năm nay ông giảng kinh thuyết pháp khuyên người niệm Phật, duyên phước ông rất lớn, tuổi thọ ông rất dài. Nên chúng ta hiểu được cái triệu chứng duyên phước bị giảm để chúng ta tăng duyên phước lên. Thì cái phước duyên ở cõi đời này cũng như ly nước vậy đó, mình uống nhiều quá thì nó hết. Vì thì mình biết điều tiết lại, mình biết châm nước vào thì nó tăng lên thôi. Xài nhiều mà không tạo thì nó giảm, mà mình tạo nhiều mà mình xài ít thì nó tăng. Nên chúng ta tu tập, quý vị nhận thức lại cái tâm của mình. Thí dụ như mình ở một hoàn cảnh bình yên gì mà mình biết, mình cảm nhận, mình quý trọng, mình thấy mình mừng khi mình được đi tu, mình được ở một ngôi chùa chuyên niệm Phật,
được người lo lắng đầy đủ hết. Ở trong một cái nhân duyên mà một vị hòa thượng có đức, rồi có duyên xây chùa để tạo tự cho mình có chỗ ở, rồi có người đứng ra lo lắng cuộc sống mình bình yên, mình mừng. Càng ở tu càng trân quý, càng ở tu càng mừng, càng ở tu càng thích. Cảm thấy xem đây là như một ngôi nhà của mình. Ngày xưa mình ngoài đời thì nhà ngoài đời, bây giờ mình vô đạo xem đây là cái căn nhà huệ mạng của mình, là căn nhà quan trọng nhất của đời người. Cái căn nhà thế gian nó không nuôi được huệ mạng cho mình, mà nếu mình không biết đạo rồi, nó còn làm cho mình tăng nghiệp chứ, hết phước duyên, tạo tội nghiệp đọa tam đồ. Còn cái căn nhà Phật Pháp nó nuôi huệ mạng cho mình, nó giúp cho mình tu tập để hướng đến giải thoát. Tự nhiên mình sanh duyên phước, cái mình thấy mình mừng. Mình mừng vì mình được ở trong cái ngôi nhà tam bảo để nuôi dưỡng cái huệ mạng cho mình. Khi quý vị cái tâm mừng mà tâm cảm ơn nó phát lên, thì lúc đó vì sẽ biết được rằng quý vị tu duyên phước nó tăng lên và huệ mạng nó phát triển. Đó. Nên mỗi một người tu tập á, tự xem lại coi cái cảm giác mình ở trong cái tam bảo làm sao. Quý vị biết rằng á, từ khi nhà Đức đi vô chùa tới giờ mười mấy năm, càng ngày nhà Đức quên mất tiêu cái gia đình ở ngoài đời, quên mất tiêu cái gia đình ở ngoài đời, và không có bao giờ mà muốn đi ra ngoài đời chút nào, không muốn đi ra ngoài, quanh năm suốt tháng ở trong chùa không. Từ khi mà hòa thượng kêu qua bên đây suốt mấy năm nay là cứ ngày nào cũng ưa chạy qua chạy lại, nghĩa là chạy tới Đại Tùng Lâm thì quẹo vô, rồi đi về thì ra lại cổng Đại Tùng Lâm chạy về hộ pháp, chứ không có bao giờ mà nói rằng là chạy đi qua khỏi vị trí này đi tìm chỗ nào đi chơi gì, không có. Tại vì cái cảm giác ở trong ngôi nhà tam bảo là điều quý nhất của cuộc đời mình, nó quá quý, nó thấy nó bình an quá. Nên mình ở trong ngôi nhà tam bảo mình thấy mình mừng, mình thấy bình an. Quý vị mà tu tập mà càng tu thì càng thích ở trong chùa, càng tu thì càng trụ cái tâm trong ngôi tam bảo là vì tu có kết quả, nó an cư mới lập nghiệp. Ở một nơi yên lâu ngày nó quen, nó quen tâm tính mình, nó tu tự nó sanh pháp lạc. Còn thí dụ như mình tìm cảnh này cảnh kia để mình thay đổi, nó sẽ làm cho mình thay đổi hoài. Nên ở đâu ở yên chỗ đó là người đặc biệt nhất, lâu ngày nó quen. Như bản thân Nhận Đức là thích ở được một chỗ, mà mình cái duyên mình chạy qua chạy lại cũng gần gần đấy thôi, chứ thích ở một nơi. Cả Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng ngày cũng nói, tôi cũng thích ở một nơi, nhưng mà cái duyên của tôi ở nơi nào, ta hộ trì tôi thời gian, xong cái người ta không hộ trì nữa, hoặc xảy ra vấn đề, từ nơi đó mà tôi phải đi. Nên cả cuộc đời đi rất nhiều nơi, nhiều chỗ. Nên thầy Lý Bỉnh Nam nói một câu rằng, thầy Hòa Thượng Tịnh Không nói, ông đi chỗ này chỗ kia, ông giảng kinh thuyết pháp, cái lợi ích bản thân ông thì nhiều, nhưng lợi ích cho công chúng thì ít. Ông ở một nơi á, nó mới lợi ích cho công chúng. Vì một mình ông giảng dạy nên sự thành tựu nó đông. Nên thầy Lý Bỉnh Nam á, Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng ngày nói, thầy Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung hơn 30 năm, cái người thành tựu con đường giảng sanh đông dữ lắm, rất là đông. Tại vì ngài cái giảng dạy hoài về tịnh độ, ngài gây dựng tín nguyện hoài về tịnh độ, nên cái người mà nghe ngài cả đời người ta niệm Phật, nên người ta thành tựu rất là đông. Còn Hòa Thượng Tịnh Không thì ngài đi chỗ này chỗ kia, thầy Lý Bỉnh Nam nói rằng ông lợi ích được cho ông nhiều, nhưng lợi ích cho người ta thì ít, kết duyên thì nhiều, nhưng mà thành tựu thì ít. Có nghĩa là Hòa Thượng Không ngài giảng ngài nói, thầy Lý Bỉnh Nam nói rất rõ ràng như vậy. Nên ở nơi nào mà một vị chủ trì chùa chiền mà có pháp tu mà giảng dạy nhắc chúng suốt mục tiêu gây dựng tín nguyện cho chúng, thì cái hội chúng đó nó càng ngày nó càng ổn. Tại vì có một người giảng dạy thôi, nó chỉ có một con đường thì đi thẳng mục tiêu, chứ một lúc mà mình đi ba con đường đi đâu có được, hoặc hai con đường cũng khó lắm. Nên mình chỉ chọn một con đường đi,
Nó gặp tịnh độ thôi thì mình gầy dựng tích nguyện niệm Phật cả đời. Mình được cái chỗ bình yên, có cơm ăn áo bạn, mình lo tu, phục vụ chúng sanh được là thấy mừng rồi. Cái cảm giác mình nghĩ rằng một đời ngắn ngủi đi qua, mình hướng là hướng về cực lạc, cái tâm đó mình cảm thấy mình vui trong cái pháp lạc, thì quý vị thấy quý vị tu là có kết quả. Nhớ. Nên cái duyên cái phước của người tu hành là nó ở trong cái hội chúng, ở trong đại chúng. Rồi mình hòa nhập cùng với đại chúng, hòa nhập cùng với đại chúng. Chùa bên Hộ Pháp á, lúc trước á, có ba chú mà đi ra ngoài. Nhưng mà ba chú đó ra ngoài không có được một cái gì đặc biệt ấy. Được gì đặc biệt. Hồi cấp Tết thì có một chú, ông ra ngoài ông làm lơi xe, nhìn héo hon vô đây tu mấy ngày bên đây. Còn một chú đi ra ngoài ghiền điện thoại, đi làm cũng bị người ta không cho làm nữa. Còn một chú thì gặp ai quen là mượn tiền người ta, mắc uy tín, thấy không? Thì phương nó giảm, nó khiến mình chưa. Mà duyên phước mà nó giảm rồi nó kỳ lắm, nói chuyện thành vô duyên. Tại vì giảm duyên thì nó vô duyên, còn tăng duyên thì nó nói chuyện có duyên. Còn mình giảm duyên là mình nói chuyện đúng, nó cũng thành vô duyên nữa, tại vì nó không có duyên để nói chuyện. Còn nó giảm phước, nó khiến mình phải nghĩ ác, đi làm sai để bản thân của mình mất uy tín. Nó là ba chú đó ra ngoài, còn một ông thầy đi ra ngoài, đi long nhong. Bây giờ đi ra ngoài ngoài vòng, đầu này đầu kia đầu nọ, đầu nọ ở không được một nơi, thấy không? Cái người mà ở không được một nơi là người giảm duyên giảm phước. Nên ta nói an cư lập nghiệp, ở được một nơi nó thật sự là chỗ thành tựu. Mà chọn được một nơi mà có phương pháp tu, có người lo cho mình, có chùa chiền cuộc sống ổn định, yên ổn, đây là hoàn cảnh đặc biệt. Mà mình tu không được là do tại mình. Nên người xưa ta nói câu đi tu mà vô một ngôi chùa có phương pháp tu phù hợp, mà cái pháp môn tịnh độ này là mười phương chư Phật tán thán, mình tu thì mình khỏi cần lo đi. Tu thì không cần lo, vì mười phương chư Phật tán thán, mười phương tổ sư tán thán, mình tu có một tịnh độ khỏi cần lo. Nó là chọn một pháp tu được rồi đó, có người lo lắng ổn định hết, hoàn cảnh chùa bình yên. Nơi này đuổi mình cũng không đi. Còn vô một nơi mà tu không có phương pháp tu, không dạy mình giải thoát, không nhắc nhở quan tâm mình, không có cuộc sống ổn định, dù cái nơi đó có nài nỉ mình cũng không ở. Vì ở nó đâu có được cái gì đâu ở. Nên mình nhận thức được, tự nhiên mình trân quý. Nhớ kỹ nghe, khi con người hết phước mình sẽ đi làm bậy đó. Tự nhiên nó làm cho mình tuột luôn, rớt. Nên á, cái người mà tâm mà duyên phước bị giảm là sống đứa này trong đứa nọ, nó không bao giờ an định được một nơi đâu. Còn có người mà duyên phước nó vậy, ở nơi nào cũng vui, ở nơi nào cũng được, duyên ở đâu là ở được nơi đó. Nên duyên phước nó giảm có thể tăng lên được thì mình tạo lỡ. Nhưng mà Thượng Tịnh không, ngày tu mà ngày tăng duyên phước ngày lên, thấy không? Vậy thì mình cũng tu tăng duyên phước mình lên. Nên cái đặc biệt ở trong ngôi Tam Bảo, mình ở trong chùa, mình thường trụ là quy tắc trong chùa mình phải chấp hành là nghiêm túc là chắc chắn rồi. Còn người cộng tu đi vô chùa quy tắc phải càng chuẩn. Mình vào chùa, chùa đã đưa lên quy tắc là không giữ điện thoại, thì bản thân chúng ta giao cho ban tổ chức điện thoại, không có nói dòng do. Có một cô có vô, cô cộng tu, cô xin: thầy ơi, ở nhà con còn không chuyện, thầy cho con mượn điện thoại đi, con không có xài tùm lum đâu, con cứ gọi con hỏi chuyện, con báo việc này việc kia gia đình vậy thôi à. Những đức nói: cô về nhà cô làm rồi cô tu luôn đi, chứ giờ cô ở đây mà một mình cô mà làm cho nhiều người, người ta làm theo cô vậy thì cô có được cái gì đâu. Thà cái tổ chức người ta nói làm sao thì giữ giùm đi, còn thà cô vô đây tu 2 ngày 1 ngày mà cô quy tắc nó còn hơn cô tu 1 tháng mà không có quy tắc. Cái chuyện này thì không phải là không tin cô, nhưng mà việc làm của cô sẽ làm cho nhiều người nhìn thấy và làm theo.
Một cái mầm móng thì sanh ra nhiều cái mầm móng. Nên từ nơi đó mà thà cô về nhà cô nghe những đức giảng, lúc nào cô rảnh cô niệm Phật lễ Phật còn đặc biệt hơn. Nên những đức nói thẳng với cổ gì, những đức kêu cô về đi, chứ vô đây cộng tu mà làm gì làm chí. Nên những đức mong quý vị, thà quý vị tu thời gian ít mà tăng duyên tăng phước, còn hơn quý vị tu thời gian nhiều mà quý vị không có duyên không có phước. Giống như tạo ra mà đổ mắt, thà mình tạo ít mà giữ gìn còn hơn mình tạo nhiều mà không giữ được. Nên cái đặc biệt là tu hành khéo giữ được cái tâm, cái tâm mình nó vui vẻ, nó an lạc, nó quan hỷ, nó khoan dung. Càng tu mà càng dễ tính, càng tu mà càng dễ khoan dung, không có buồn giận ai để trong tâm, là quý vị biết quý vị tu có kết quả, tăng duyên tăng phước. Nhớ kỹ nghe. Còn càng ở trong chùa lâu mà càng câu có càng khó chịu, chữ người này mắng người kia, chọt người nọ, không vừa lòng cái này, không vừa lòng cái kia, không vừa lòng cái nọ, ý kiến này, ý kiến kia, ý kiến nọ, là biết quý vị tu làm sao rồi. Tự hỏi lấy lương tâm mình, hạt gạo của Tam Bảo ăn không phải để phân sanh ra cái tâm đó đâu, mà hạt gạo của Tam Bảo ăn là để nuôi huệ mạng. Mà đã là huệ mạng phát triển thì có người làm gì có cái tính tình như vậy, hiểu không? Những đức là con người tính tình ngoài đời sân si, câu có, khó chịu, hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ mọn, chỉ biết mình, không biết ai. Vậy mà những đức đi tu bây giờ, những đức càng mở tâm lượng rộng ra, niệm niệm nghĩ gì người, cứ nghĩ cho người ta được vui là trong lòng cảm thấy rất hoan hỷ. Thường cứ nghĩ gì cho người khác, nghĩ đủ chuyện cho người ta để người ta được lợi ích, thấy không? Cực nhọc cỡ nào nhưng mà người ta được vui, người ta được lợi ích là mừng. Làm việc thường nghĩ gì công chúng, đại chúng, thường như vậy. Tâm mình nó là mình không biết nữa thôi. Nên từ nơi đó những đức thấy rõ ràng Phật Pháp rất là hay, đã chỉnh đốn sửa đổi lỗi lầm được cho những đức đó. Một câu Phật hiệu này mà giải quyết được vấn đề đó. Nãy gặp một ông anh em huynh đệ nói một câu: thường ngày không biết dụng công tu, niệm Phật mà không biết nhận thức câu Phật hiệu thù thắng. Khi gặp sự cố một cái là giống như nó không có cái gì vướng víu được, không có gì vướng víu được. Nên như Đức thường nói với vị là thường ngày ấy, công việc bận gì bận phải niệm Phật, không được lên chánh điện tu thờ nào hết. Có những công việc, nhất là nhà bếp, có khi không được lên chánh điện tu luôn á, nhưng mà phải tự xuyên niệm Phật. Bây giờ nè, như Đức không lên chánh điện tu được một thờ luôn. Vì coi sắp cái nhà bếp lại, nó đâu vào đó ổn định, cho mấy đứa nhỏ nhỏ nó vô chùa nó tu nguyên khoảng thời gian, nó có lên chánh điện tu gì đâu. Bây giờ mình vô bếp mình làm để cho nó lên chánh điện nó tu, từ nơi đó mà hình thành cái đại chúng để sắp xếp cho ổn định. Sáng phải xuống nhà bếp nấu ăn, rồi một ngày phải chuẩn bị giảng 2 bài giảng, rồi chiều phải đi nấu ăn, buổi trưa thì chạy qua mấy điểm chùa, chạy tới chạy lui, có khi chạy lại ban tổ chức mấy anh em, như ngoài cổng chùa chạy ra ngồi chỗ nào chơi với mấy anh em, nhắc nhở mấy ông, động viên, khi chạy ra bảo tháp ngồi nói chuyện nhắc nhở mấy anh em. Thật sự mà nói, chúng ta mới vô chùa giống như trẻ nít vậy, đi chưa vững, nếu mà không có người giúp đỡ nhắc nhở dắt dặn thì mình sai thất bại. Nên người ta đi vô trong chùa người ta ở, mình có trách nhiệm nuôi dưỡng huệ mạng cho người ta, mình cũng làm tặng đáy lòng của mình. Nên chùa mình là được sự hộ trì rất là lớn. Mấy anh em đi vô đây tu không có đi cần nhận tiền gì của ai để mà lo cuộc sống của mình. Trong cái cuộc đời này mà được gì là mừng dữ lắm rồi. Người ta khi đi tu nhiều chục năm mà cái cuộc sống người ta phải tự lo, đó là duyên phước nó không đủ. Còn mình mới đi tu đây thôi mà người ta lo cho mình hết để mình yên tâm mình tu, thì cái duyên phước mình cũng nhiều đời nhiều kiếp tạo lớn dữ lắm rồi đó. Nên hết sức là trân quý cái hoàn cảnh mình được gì, để mình ở mình tu cả đời mình niệm Phật để mình hướng đến giải thoát. Quyết tâm về cực lạc vậy ư? Cười lên cái coi. Chúc các cụ an lạc nhé cụ ơi.
Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.